Xong rồi ném cái điện thoại đấy. Xong điện thoại vỡ tan cả. Xong một đàn cá đến, một bầy cá đến. Xong rồi sao nữa? Xong rồi nha. Xong rồi cắm cái dây điện vào, vứt cả Elsa và Anna. Thì Elsa Anna bị cháy, bị chết luôn. Xong rồi một đầy bướm đến nha. Xong rồi đàn bướm nhá. Xong rồi rồi bye bye thì thấy Susan nha. Susan lại tới với vị Elsa và Anna nha. Nhưng Elsa và Anna chết rồi mà. Không, tôi còn đầy ấy. Chết rồi còn gì nữa, vừa bị chết cháy rồi còn gì nữa. Không, vẫn còn đầy ấy. Tôi chẳng biết.